phụ nữ trung niên, nội tiết suy giảm ảnh hưởng tới sức khỏe sắc đẹp và sinh lý. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.